nước gì chưa vậy? Dọn cơm tôi ăn coi. Chưa, sáng giờ lu bu quá trời, má chưa có nấu. Ờ, mà quên nữa, nhà hết gạo rồi. Con chạy ra ngoài kia mua đỡ mấy cái gạo đi rồi về má nấu cho. Gì? Bà nói gì? Giờ này giờ nào mà chưa có cơm nữa? Trời ơi, từ hồi sáng giờ á, má lo mần ba cái cỏ ngoài vườn kìa, rồi kéo ba cái tàu dừa. Trời mưa gió hôm qua nay hả, nó nằm ngang nữa ở ngoài vườn, rồi chèm nhẹp ở ngoài đó đó. Con ở nhà không có lo phụ má cái gì hết trơn á. Sáng ra mày mở mắt ra là mày đi chơi cho tới giờ này mới về. Công chuyện nhà mọi thứ có một mình má, không có phụ má gì hết trơn á. Trời giờ mình về rồi đòi cơm nước rồi gì rồi nhăn là sao? Trời mệt quá. Bà làm gì nay bà cằn nhằn tôi nữa. Chuyện cơm nước bếp núc ở nhà là chuyện của bà, không lẽ của tôi? Thì con là con của má. Bây giờ má có quyền cằn nhằn, có quyền rầy con chứ sao? Ờ, thì con mà con nuôi, chứ không phải ruột thịt gì đâu má ơi. Quy, sao bữa nay mà con ăn nói gì kỳ vậy? Ủa kỳ là kỳ sao? Hả? Quy à, đồng ý á là con là con nuôi của má. Nhưng mà từ nhỏ tới lớn á, má nuôi con má đâu có kể công kể sức gì. Má hết mực lo lắng thương yêu con mà Quy. Sao bây giờ á, má học ở đâu cái thói ăn nói này để mà về nói chuyện với má kỳ vậy Quy? Ờ, thương. Ủa vậy cái lúc á, ba đánh tôi bầm dập á, lúc đó á, bà ở đâu? Sao bà ở bên tôi? Hả? Quy à, má biết ba có nhiều điều không phải với con. Má không binh vực được cho con. Chính vì vậy mà má đã dành hết tình cảm của má để bù đắp cho con, để lo lắng cho con. Bây giờ ba con dù sao cũng đã mất rồi, con cũng đừng có để bụng nữa. Cái gì? Bà đòi bù đắp hả? Bà coi bà bù đắp được cho tôi cái gì hả? Bà coi á, tương lai của tôi á, bây giờ á, dù gì nó cũng mệt rồi, chả ra gì nữa đâu. Mà bà nghe nói bà muốn bù đắp hả? Cho vài triệu đi chơi thôi. Quy à, tiền bạc ở trong nhà này á, con lấy hết rồi. Khi thì đánh bài, khi thì nhậu nhẹt, khi thì cá độ. Ủa sao bà nói bà thương tôi mà tôi xin mới có vài triệu, bà than tới than lui là sao? Ủa mà tôi nhớ hình như hôm qua mới bán bưởi mà. Tiền bưởi đâu? Hả? Giờ sao? Có đưa không? Mà không đưa á, tôi vô tôi chặt hết tiền bưởi nghe. Chán chẹo à. Con à, đừng mà lại con á. Còn có mấy gốc bưởi để kiếm tiền mua gạo ăn. Thôi được rồi. Má đưa mà. Chị hai chị đừng có đưa cái gì cho nó hết trơn á. Không có đưa tiền bạc gì cho nó hết. Cậu. Ê, ông này, sao ông thích xí chiêu chuyện người ta vậy? Hả? Thôi mà con. Tao thích vậy đó rồi sao? Nhìn cái mặt của mày là tao thôi máu rồi. Thứ con cái gì? Ôi tôi mệt, ông qua ông ơi. Qua nhà tôi chơi á, thì chơi. Chứ mắc gì nói tới nó lui hoài á. Miệng tới lia, nghe mắc mệt. Tới lia cái mỏ mày á. Nghĩ coi mày dòm lại mày đi. Mày ăn chơi lưu lỏng suốt ngày. Mày làm khổ má mày. Mày không thấy nhục hả? Tụi con cái thì bất hiếu. Đang mưa đó coi chừng á. Xin cảnh đó. Ai coi chừng? Có ông coi chừng á. Tôi bất hiếu á. Kệ tôi. Mới xế đâu mà. Thôi mà. Mà thích thế rồi sao hả? Mày coi lại mày đi. Mày là cái thứ con nuôi. Mẹ mày có bỏ đói mày ngày nào chưa hả? Mẹ mày lo lắng cho mày từ nhỏ tới lớn. Mày lớn lên rồi á, rồi sao? Mày ăn chơi liêu lỏng với mấy đám bạn của mày đó, mày về mày khát nha má mẹ. Trời đất ơi. Cái thứ của mày á, hồi xưa mày lúc mà chị tao đem mày về á, tao cản rồi, không có nuôi mày đâu. Biết cái thứ được thương vô ơn. Trời ơi, thôi mà cậu ơi, xin cậu tôi lại cậu, nó cậu về giùm tôi đi cậu ơi. Không được lắm, để tôi đi kiếm dạy xị về á. Dạy đó nha. Ê, mày nhớ cái đầu không đó? Tao thách mày luôn á. Thứ gì? Không nhớ không bây giờ? Con về đây. Trời ơi, cậu ơi bây giờ là làm sao? Nó đi nhậu gì? Nó quậy nó quá thiệt, nó chứ không phải chơi đâu. Thì cái tôi khổ quá mà trời ơi.
nói chuyện nghe chị bình tĩnh đi. Bây giờ á nó có đập có phá gì đó em báo công an rồi. Còn chị á chị lên đơ chị làm đơn á chị từ nó đi. Cậu từ cái gì mà từ? Cậu nói gì kỳ vậy? Có gì đâu mà pháp luật nào mà cho phép mà cha mẹ mà từ con? Có hả? Chuyện nó là như vậy nè.